Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ nói về Bitcoin, Bitcoin và Bitcoin. Ngày bây giờ là 2 giờ 37 phút chiều ngày 24 tháng 6 năm 2024. Vừa rồi như vậy, mình có làm một cái phát tuyến ở trong đó mình cho bạn những cái thước đo bạn nên quan tâm tới trong những cái ngày và những cái tuần tiếp theo. Rõ ràng là bạn là những con người đang đăng ký ở okay, để cập nhật tín hiệu. Nhưng những cái thông tin về tiền điện tử bạn cũng nên quan tâm tới bởi vì trong đó mình cho bạn những cái thứ gọi là cái gì những cái thứ bạn nên quan tâm tới nếu bạn là những người nằm trong ok tiền điện tử ok cũng giống như bitcoin đây là cái phát triển tuyến vừa rồi ok và số lượng phát triển tuyến sẽ được tăng lên cũng giống như số lượng tín hiệu sẽ được gửi ra nhiều hơn nhiều hơn và nhiều hơn um, tín hiệu spot tín hiệu tương lai sẽ bắt đầu lại ngày hôm nay À, đầu tư dài hạn sẽ được đẩy ra thêm. Và ngay bây giờ là cái cơ hội cơ hội cơ hội cơ hội để thu gom tiếp theo những cái đồng tiếp theo với cái giá rẻ nhất có thể để nhân cái tài khoản của bạn lên từ 5x cho tới 50x trong những cái tuần tới đây. Đầu tư dài hạn là ngay bây giờ là thời điểm vàng cũng giống như spot. Vô thì hồi nãy trong cái phát triển tiếng như vậy mình có nói cái dụng cụ mà quan trọng, quan trọng, quan trọng, quan trọng, quan trọng. Mà nó chính xác tới 85%. Không phải lúc nào nó cũng va chạm được tới đó. Mà lúc mà nó va chạm được tới đó, ok? Thì đó là cơ hội, cơ hội để mua vô. Thì đây, chừng nào, đây là khung ngày mình đang nói về cái khung ngày, chỉ là dành cho khung ngày cũng thôi. Chừng nào cái OSI á, mà nó nằm dưới 30. Dưới 30. Ngay bây giờ bạn có thể thấy là nó đang gần rất gần 30 rồi. Rất gần 30 rồi bạn có thể thấy là nó nằm đâu khoảng cơ gần 30, nha, gần 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 30 nói chung là gần 30. Chừng nào nó nằm dưới 30 thì 85% như vậy 85% thì đó là thời điểm điểm mua. Thời điểm điểm để mua. Không phải 15% còn lại nó vẫn sai, nhưng 85% như vậy thì lúc nào nằm dưới 30 là thời điểm mua. Đơn giản như vậy. Đây là một cái thước đo 85% chính xác Bạn có thể đi lại quá khứ. Đây cái khu vực này vừa rồi nó nằm dưới dưới 30, nếu bằng mua thì nó đi một cái vèo đi lên, ok, đi lại một chút xíu nữa. Đây. Nó nằm dưới 30, đây nó nằm dưới 30 này bạn có thấy, nó cũng đi một cái vèo đi lên. Đây nó nằm dưới 30 này, nó cũng đi một cái vèo đi lên. Ok. Ở đây nó nằm ở đây, nó nằm dưới 30 nó nằm dưới 30 nhưng mà bạn thấy là nó lên một chút xíu rồi sau đó nó sập lại nhưng mà nó có lên, người có lên, ok. Nhớ ở đây. Nó cũng nằm dưới 30 nhưng nó sập, nó sập. Thì bởi vì vậy mình nói nó khoảng cỡ 85% chính xác, bạn có thể đi lại một lịch sử của BTC. Đây, nó nằm dưới 30. Ok, này nó tới số 13 lần đi một cái vèo đi lên từ con giá 4 4.000 đi lên lại, ok. Đây, nằm dưới 30, bạn có thể thấy đây, đây nằm dưới 30 nè. Lên. Ok. Nằm dưới Ok thì đây là nó tới đó thôi Ok Với những cái đồng khác đây riêng về BTC Thì vừa rồi là mình chia sẻ cho bạn nó nằm dưới 30 Thì là 30 Ok thì bắt đầu mua vô từ từ Mua vô từ từ Bởi vì lúc nó rơi tới 30 á Nằm dưới 30 nó có thể rớt xuống thêm nữa cũng cũng có thể rớt xuống thêm là nó rớt xuống khoảng cả 20, 25 vân vân và vân vật. Nhưng cứ dưới 30 là bạn canh, bạn mua vô thì đó là một cái thước đo bạn muốn mình muốn bạn quan tâm tới nhớ nhưng mà rõ ràng cái tín hiệu thì mình đã cung cấp cho bạn rồi vùng nào vùng mua vô vùng nào vào vùng bán ra nhưng đây là cộng thêm đây chỉ là một trong những cái thước đo mình sử dụng nhớ một trong những cái thước đo mình sử dụng nghe và nó khoảng cả 85 chính xác đây là mình vừa rồi mình chỉ đi lại với cái đồng BTC của mình thôi nhưng bạn có thể dùng cái thước đo này không ngày không ngày không ngày với những cái đồng khác với những cái không khác thì đâu khoảng cỡ 80 85 phần trăm là Lúc mà nó dưới cái vùng 30 Thì cái vùng nên mua vô Bắt đầu mua vô từ từ vô. À, mình mở cái này lên chút xíu đi à, Thì đây là cái khung ngày Khung ngày, khung ngày, khung ngày, khung ngày Vừa rồi như vậy là Giá thì nó đang Bạn thấy là nó đang nằm Vừa rồi nó sập dưới cái con giá này 62.500 Ngay bây giờ nó đang nằm ở vẫn là 62.500 Nhớ nếu mà nó sập dưới con giá 62.500 gọi là từ 3, 5 giờ, 8 giờ. Nha. Còn nếu mà nó chỉ đánh cái râu xuống dưới đây thôi thì nó có thể vật lại đi lên lại liền. một Gọi là có thể là A, đây là chữ A, đây là B và đây là C. Và C sẽ rơi vào cái khung giá này. Nhớ thì ngay bây giờ nó đang nằm ở một cái con giá quan trọng, quan trọng. Nó có sập luôn, xuống luôn hay là nó đi lên lại thì đây là ngay con giờ. Ngay bây giờ là 2 giờ 42 giúp. 42 phút và ngay con giá ngay bây giờ đang nằm ở cái con giá mình chia sẻ cho bạn là 62.500, 62.550 Đang nằm ở cái khung giá này luôn Chống được đi lên lại sóng số 3 hoặc mình có thể gọi là sóng C rơi vào cái khung giá này Hay là sập luôn tới cái vùng giá này 61.865.000, Ok 60 uh, 65.000, 50.000 61.55.000, 55.000, 50.000 55 okay, 50 nếu mà nó sập dưới con giá này từ 3 tới 8 tiếng thì nó sẽ rơi vào cái khung giá này, rơi vào cái khung giá này. Nhớ cái chống lưng quan trọng vẫn vậy, cái chống lưng mình đã sử dụng 90 ngày hơn là cái con giá là 50.800. Nếu chống được thì tất cả mọi thứ vẫn leo thang lên lại. Đây là mới là cái chống lưng 99999999 50.800 mình đập đi đập lại. 90 ngày vừa rồi cho bạn. Ok. Thì ngay bây giờ nó đang nằm ở con giá này. Nếu nó vượt lại được đi lên thì nó lên con sóng C, Rơi vào khung giá này thôi không gì hết đó là cái khung này và sóng C. Đây là sóng 1, đây là sóng 2, đây là sóng 3, đây là sóng 4 và sóng 5. Sóng 5 sẽ rơi vào cái khung giá này thì là 85, 86, 90 là khung khu vực bán 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 bán. Bán 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 bán. Còn nếu mà nó rất dưới con giá này thì đây là cái khu vực thu gom phù hợp miễn sao là nó rơi 61.800 nằm giữa cái khung giá này, 61.800, 50.800 thì mua vô, thì mua vô từ từ. Càng xuống thì bạn mua càng nhiều. Vậy thôi nó đang nằm ngay đúng cái con giá mình chia sẻ ok trọng lực kết tiếp tục nhảy vô khung giờ 4 giờ thì vừa rồi giá giá btc á nó okay. thì về tín hiệu thì đây là sóng số 1 đây là sóng số 2 nếu nó giữ được trên con giá là 62.500 thì sóng số 3 sẽ được diễn ra cái okay. cục giống như cái khung ngày đây trong gì hết sóng số 3 được diễn ra đó là sóng C rơi vào cái khung giá này 73 78 và hơn nữa có thể lên tới 81 lần kém okay. Thì ngay bây giờ là nó đang nằm ở cái con giá Mà mình nói nó Nó cho bạn cái tín hiệu lên hoặc xuống 62.500 rất dưới Thì nó sẽ rơi vào cái khung giá này 58 55 và 50 Ok đây 58 55 và 50 Ok đó là sống Sống gọi là sống, sống số 4 lớn được diễn ra thôi chứ không gì hết Nha Hoặc bạn bạn có thể nói là sống Y hoặc là sống C um, đây là A vừa rồi cái sự bay bổng của nó ok à, mình thiếu cái sóng b ở trên đó ok mình sẽ chỉnh sửa lại ok nhưng mà cái quan trọng đây là sóng số 1, đây là sóng số nếu chống được ở cái con giá 62.500 thì nó vẫn nó vẫn lên lại cái khung giá này cho không gì hết còn mà nằm dưới con giá 62.550 thì nó sẽ rơi vào cái khung giá này mà nó cân nhắc rồi 58 55 50 và cái vùng đó là cái vùng mua vô mua vô Ok, cũng giống như ở đây. Đây là cái vùng mua vô, mua vô, mua vô từ từ, càng rớt xuống thì bạn mua càng nhiều. Nhớ, nhắc lại thêm một lần nữa, càng rớt xuống thì bạn tăng cái phần trăm bạn mua vô. Nó rất khó để đánh vỡ cái con giá 50.800. Đây cái khung con cái chống lưng 50.800 mình đã sử dụng bao nhiêu ngày rồi? 90 ngày hơn, 90 ngày hơn từ cái khung giá này tới ngày bây giờ là bao nhiêu ngày? 104 ngày, 104 ngày rồi. Okay. thì rơi vào cái khung giá này là cái vùng khung giá mua vô. Vừa rồi mình mua vô ở khung giá này thì lúc mà nó lên lại thì bạn bạn đã chốt đơn chốt đường chốt, đường, chốt đường và đã có lời lời, 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 lời. Lúc mua vô ở 961.800 50.800 thì nguyên cái khung giá để mua vô đây 1 1 Nghe biết chưa? Về tín hiệu thì xác suất nghe vừa rồi như vậy. Về tín hiệu gần nhất là đây 61 62 63 64 và số 5 đang được diễn ra thôi không gì hết. Nó nằm giữa hai cái vành đen này. Ok. Xác suất là nó sẽ sập xuống nhiều hơn lên. Sập xuống ngoài nhiều hơn lên, ngoại trừ ngoại trừ gì? Nó cắn cái đường chỉ đen này. Ok. Và nằm ở trên cái đường chỉ đen một thời gian. Vừa rồi bạn có thể thấy là nó nó lên trên cái đường chỉ đen một khúc này. Nhưng nó không cố định ở đây và nó sập xuống lại. Bởi vậy mình cân nhắc là phải thấy được những cái nến xanh nằm trên cái đường chỉ đen vừa rồi chỉ có một nến xanh thôi sau đó đã đỏ, đỏ đỏ một cái xanh lại rồi sau đó nó sập bởi vì vậy cẩn thận cũng giống như ở đây bạn có thấy là nó chớp lên được chữ đường chỉ đen được có một lần thôi nha một cái nến xanh thôi sau đó sập lại cũng giống như ở đây nó nằm trên đường chỉ đen ở chỉ có một cái nến xanh thôi sau đó nó sập lại thì bởi vì vậy cân nhắc nó đã phá vỡ đường chỉ đen ở cái khu vực này chứ không phải là không nó đã phá vỡ ok nó đã phá vỡ nó đã phá vỡ chứ không phải là không sau đó sập lại và đây nó cũng đã phá vỡ nó phá vỡ chứ không phải là không ok phá vỡ đường chỉ đen và đây nó cũng phá vỡ đường chỉ đen rồi sau đó nó sập lại lặp đi lặp lại một lần hai lần 3 lần 4 lần bởi vì vậy mình cân nhắc nó bạn phải thấy những cây nến xanh nằm trên đường chỉ đen Ok, thì đó là cái cái tín hiệu đầu tiên nó nói lên cái câu chuyện là lên 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 lại thôi. Và đây là số 1 vẫn áp dụng nha, đây là cái tín hiệu gọi là nó nói lên là nó bắt đầu quay đầu đi lên là là số 1 phải nằm trên cái đường chỉ đen và đã cứ được cân nhắc ở đây. Đây. Coi để ý cái đường chỉ đen. Ok. Và cái con giá mà nó phải đã đánh vỡ, đánh vỡ để xác thực là cái con giá nó tới 66.400 lận. Đóng dấu thứ hai, đây là đóng dấu số 1 đường chỉ đen, đóng dấu thứ hai để nó xác định, xác định là lên 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 lại cái vùng 70 72 vân 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 là con giá 66.400 lần. Còn chưa đánh vỡ được thì tiếp tục sập 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 vẫn vẫn vậy. Đi lại một chút thí hiệu đây là vừa rồi, đây là những cái kháng cự mình chia sẻ cho bạn. Ok, nó nằm ở cái vùng này nó đóng băng. Cái con giá là 64.450, tắt đi tất cả mọi thứ bạn có thể thấy là vừa rồi nó lên như vậy thì nó lên 64.500 nha, 64.500 mấy chục Ok, đây, nguyên cái vùng như vậy. Đây, ở đây nè. 64.000, 64.000 4 40 mấy thôi, 40 mấy thôi. Ok, 40 mấy thôi. 64.000, 40 mấy, 64.450. Đây là cái kháng cự vừa rồi mình chia sẻ cho bạn trong những cái giờ vừa rồi. Mình nói nó phá vỡ thì tiếp tục nó theo thang lên tới cái vùng này. Ok. Đây, 65, 66, 65 rưỡi, 65 7, 66. Trước khi đụng được 66 4, những con giá này nó đâu có rờ được đâu. Ok, nó không được rồi. Thì bữa vậy, bởi vậy nó không có một cái tín hiệu vừa rồi là lên 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 quay đầu đi lên nó cũng không phá vỡ được cái con giá 64.450 thì đó là cái tín hiệu nó nói lên câu chuyện là xuống 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 tới kế tiếp nói chi là những con giá này thì đây là những con giá vừa rồi mình chia sẻ đây tạm thời là mình sẽ bỏ nó qua một bên mình sẽ sử dụng cái con giá 64.450 đó là cái gì đó là cái kháng cự của, của BTC kháng cự của BTC sống kháng cự và cái đây là cái kháng cự trực tiếp và đây không chỉ vậy nữa đây là cái kháng cự kế tiếp 66.400 vẫn vậy thì ngay bây giờ ba thứ bạn bạn cần nó bạn cần nó diễn ra cái đầu tiên để cho nó bắt đầu quay đầu đi lên á đây là số 1 này cái đưa vàng chỉ đen này bạn để ý đây là số 2 bạn có thể dời cái số 2 đây đây là cái kháng cự của nó trực tiếp ngay bây giờ số 2 ok và đây là cái số 3 nó nói lên câu chuyện là BTC đã quay đầu đi lên số 3 cùng màu số 1 số 2 số 3 cắn đường chỉ đen cắn con giá 64.450 vừa rồi nó không đánh vỡ được và sau đó nó sập nè, bạn có thể thấy. Và số 3 là con giá 66.400 để nó nói lên cái câu chuyện lên 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 lại, còn ngay bây giờ chuyện đó không xảy ra. Và lúc mà nó đi lên như vậy á thì mình cần nó gì? Mình cần nó năm sóng được diễn ra, năm sóng được diễn ra, đã được cân nhắc 1 2 3 4 5. Phá vỡ đừng chỉ đen, đánh vỡ con giá này, đánh vỡ luôn con giá này. 66.400, còn chuyện đó ngay bây giờ không có thì xác suất và không chỉ vậy mình cần một sự đột phá nữ đột phá sự đột phá 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 đường phá sự đột phá này impulse là một sự đột phá là có nghĩa là mảnh liệt đi lên một cái cây nến xanh rất mạnh bạo ok phá vỡ được cái cái đường chỉ đen phá vỡ con giá 64.450 phá vỡ luôn con giá 66.400 66.400 Còn tất cả những cái thứ đó nó không xảy ra đó Thì xác suất là gì? Giá sẽ rơi vào dưới con giá này Khi okay. dưới con giá này thì nó rơi vào con giá gì? 80, 58, 55 và 50 nhớ nó có thể đánh những cái nến rất mạnh xuống một cái vèo đi xuống sau đó nó đi đi một cái vèo đi lên lại thì bởi vì vậy cho những người nào mà chơi spot thì đây những cái vùng này 50 58 000 hay là 55 000 vân 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 và nguyên cái khu vực này thì bạn phải cài đặt giá mua ngay bây giờ cài đặt giá mua nghe mua 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 cài đặt sẵn cài đặt sẵn lỡ qua đêm 3 4 5 giờ sáng nó đánh giá một cái vèo đi xuống sau đó nó đánh giá một cái vèo đi lên lại ngàn lên lại 60 mấy, 70 ngàn vân vân và vân vân. Những cái nến 5 ngàn đô, 10 ngàn đô. Ok, bởi vậy đây là những cái khung cài đặt sẵn. Cài đặt sẵn, lỡ nó rớt xuống thì nó sẽ cắn thì bạn sẽ mua rẻ. Thì ngay bây giờ cái vùng này là cái vùng gì? Mua vô, mua vô và mua vô. Nếu nó rớt dưới con giá 62.500 62.500 thì đó là cái vùng mua vô cứ cài đặt sẵn Đây cũng yếu như vậy Rất dưới 62.500 thì cài đặt giá mua ở cái vùng này Ok 58 Ok, nhớ mình kêu bằng 58 á, thì bạn nhớ là cài đặt là 58.100. 55.000 thì cài đặt là 55.500, 55.200 vân vân và vân vân. Thì đó là cái 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 vùng bạn nên mua vô kế tiếp nha. Cẩn thận cẩn thận, đây là cái vùng mua vô. Đây. Cân nhắc hai ba chỗ đúng không? Mua. Để sát bên nó bởi vì nó có thể đánh giá một cái vèo đi xuống sau đó nó giật gân lên lên lại chứ không phải là không bởi vậy cài đặt những cái giá mua vô ở cái vùng này ngay bây giờ ngay bây giờ và ngay bi ngay bây giờ ok um, và cái video này sẽ được gửi cho cái nhóm dài hạn luôn ngay bây giờ cái dài hạn cái nhóm dài hạn ok um, còn gì nữa ta xác suất nha thì nó đang nằm ở đúng cái khung giá là 62.500 nếu nó chống được ok thì vẫn vẫn có thể là sóng số 3 được diễn ra đây rơi vào cái khung giá này ok a mình xin lỗi b và sóng c được diễn ra thôi chứ không gì hết rơi vào cái khung giá này còn nếu mà nó sập dưới cái con giá này 62.500 thì 58 55 50 miễn sao chống được trên 50 800 thì tất cả mọi thứ sẽ lao thang cũng giống như cái khung giờ không ngày khung ngày không ngày không ngày đấy là đây là cái chống lần chính ngày cái chống lần chính ok thì cái vùng thu gom là lúc nó rớt xuống cái khung, khu vực này là thu gom rồi từ cái khu vực này luôn nha nguyên đây là nguyên cái khu vực thu gom mua vô thì mua vào từ từ mua vô thì mua vô từ từ mua vô từ từ đây là nguyên cái khu vực thu gom miễn sao giá nằm trên con giá năm năm chục thì tất cả mọi thứ sẽ leo thang lại lại chứ không có gì hết nha không có gì ở đây hết có máu thì mới có cơ hội có máu thì mới có cơ hội nha và cân nhắc lúc mà cái thằng OSI nằm dưới 30 nằm dưới 30 là cái vùng thu gom bắt đầu thu gom vô từ 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 85% nó chính xác lận. 85% nó chính xác lận. Uh, có thể áp dụng cho BTC và những cái đồng khác, những cái đồng khác. Thì nó là vậy. Ok. Còn ngay bây giờ những cái thứ này không xảy ra năm sóng đi lên, đánh vỡ được cái vành đen, đánh vỡ con giá này, đánh vỡ con giá này không có một sự đột phá thì xác suất là nó sẽ xuống nhiều hơn lên. Xuống nhiều hơn lên tiếp tục ok à, mình có ghi vài thông tin xuống mình coi thì mình bỏ lại một cái gì không nghe bây giờ không có một cái tín hiệu nào đi lên hết nha nghe bây giờ nó đang nằm ở đúng cái con giá mà nó ra cố quyết định xuống hoặc lên năm sáu mươi hai nghìn năm trăm giải thích giải thích ok đây đã cân nhắc cẩn thận cẩn thận đây là mình sẽ đổi nó thành màu vàng luôn cái màu vàng luôn là để ý cái đường chỉ màu đen đường chỉ màu đen này ok đang nằm trong cái khung như vậy phải để ý cái đường chỉ màu đen để ý cái sự đột phá đột phá đột phá có một sự đột phá hay không ok để ý năm sóng đi lên để ý cái con giá này để ý con con giá này ok số 1, số 2, số 3 ok đã cân nhắc ok chưa có phá vỡ đường chỉ đen thì xác suất là tiếp tục xuống tiếp nha xuống tiếp ok à, tới khi nó phá vỡ đường chỉ đen thì đó là phải để ý đó là cái tín hiệu đầu tiên nó nói lên câu chuyện quay đầu đi lên 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 ok nhớ để ý con giá 64.450 đây số 2 đây ok cân nhắc cân nhắc cân nhắc à, ngay bây giờ nó đang nằm ở con giá 62.550 phải cần ra một cái quyết định ok sóng số 3 được diễn ra hay là nó sẽ sập xuống luôn sập xuống luôn cái vùng này ok thì đó là phải ngay bây giờ là cái giai đoạn quan trọng quan trọng quan trọng Um, uh, chưa có một cái tín hiệu gì là sóng C này bắt đầu hết hay là sóng số 3 bắt đầu hết nghe uh, nó no, ngay bây giờ nó vẫn còn đang nằm trong giữa hai cái phần đen chút đầu đi xuống như vậy không có một chuyện gì, gì đang xảy ra ngoại trừ xuống 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 ngoại trừ tới khi nó đánh vỡ đường chỉ đen ok cái này mới là cái quan trọng đường chỉ đen đường chỉ đen chịu okay, đường chỉ đen ok đường chỉ đen ok đường chỉ đen uh, nhắc với đường chỉ đen thêm một thứ nữa đi ha là bỏ luôn cái mặt À, à, gọi là phải để ý cái đường chỉ đèn đây đường chỉ đèn mình không bao giờ làm một cái thứ này hết nhưng đây cái mặt <laughs> ra một sự quyết định cái đường chỉ đèn đường chỉ đèn chỉ đèn nó đánh lừa bạn nhiều lần rồi nha lên sập xuống lại lên sập xuống lại lên sập xuống lại lên sập xuống lại thì bởi vì vậy mình cân nhắc lúc nào cũng vậy nếu nó lên được đường chỉ đen thì từ 3 tới 8 tiếng để xác thực bạn phải cần những cây nến màu xanh 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 chứ không phải là xanh rồi đỏ liền xanh rồi đỏ liền xanh rồi đỏ liền cân nhắc cân nhắc cân nhắc nếu lên cắn đường chỉ đen thì phải có những cây nến xanh 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 chưa ok không 4 giờ chứ không phải là chỉ có xanh không thôi rồi đỏ liền cân nhắc cân nhắc để ý cái đường chỉ màu đen này thì cái đó là cái quan trọng ngay bây giờ nha vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này ngay bây giờ đang nằm ngay ở cái con giá là 62.500 mấy ngay bây giờ bốn trăm mấy ok chủ yếu là nếu mà nó không vật lại được đi lên đây là những cái vật lại đường chỉ đen con giá 64.000 66.000 những cái cân nhắc ở đây Còn không có Thì đây là những con giá kế tiếp bạn sẽ nó sẽ rờ được nó rờ được và đó là cái cơ hội để một thu gom chứ không gì hết hai ba chữ mua 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 vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này xin chào mọi người cảm ơn cảm ơn và cảm ơn nếu tín hiệu nó chuẩn nó rơi xuống đúng con giá 62 000 và nó đang nằm ở 6k 62 500 như vậy nếu tín hiệu nó chuẩn ghi ở bên dưới giúp mình là tín hiệu của đèn nhỏ chuẩn 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 và ấn vô ngón tay ấn vô ngón tay ấn vô ngón tay ấn vô chữ thích để sau khi một thời gian Tín hiệu này sẽ được mở khóa và đăng lên trên mạng xã hội thì anh em có thể gọi là quay lại để xác thật tín hiệu và có thể đi gọi là học được những cái suy nghĩ của mình, những cái đo lường mình chia sẻ ở đây cũng giống như là cái thước đo này. Vậy thôi, xin chào mọi người. Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn. Xin chào.